mưa. Ui, anh em ơi, đóng thôi. Ui, bay mất xuống rồi. Ui, khỏe to anh em ơi. Ui, ôi. Ôi, chí ơi. Ui, ôi. Ui, anh em ơi. Ui em ơi, cá to. Ui em ơi. Ui ôi. Ui, chấm đen to anh em ơi. Cái gì thế vậy? Có phải chấm đen không nhỉ? Em nhìn lỗ nào còn chấm đen anh em ạ. Tụi rồi. Ôi chống đen không nhỉ. Ui không lên được anh em ạ. Ui rồi. Ui rồi ui. Cái gì đấy? Đừng mắc gốc cây nhá. Chết cha tôi rồi. Chết cha rồi anh em mắc gốc cây. À chờ ra rồi anh em ơi. Chỉ sợ mắc gốc cây cái gốc cây này anh em ạ. Úi dồi ôi. Mày này. Ủa trong đen anh em ơi. Đúng trong đen thật rồi. Cái này phải về kiếm lấy vợt anh em ạ. Cho nó quần cho nó mệt ạ. Mày chạy đâu? Chạy đâu con chó? Chứ nó mau ở cạnh dừa kìa. Chết rồi, em về mình lấy cái vợt đã anh em ạ. Phải lấy cái vợt chứ không nhá được con này. Cho nó mệt đi. Chỉ sợ nhả dây là mắc gốc cây. Nhưng mà buộc phải nhả ra để về lấy cái vợt anh em ạ. Ủa để mất thế nhỉ. Nhả lại phải lấy vợt. Chết rồi, mất máy vậy. Vẫn đây. Nổi chưa? Mày đã nổi chưa? Hơi mệt với con này. Khỏe thế nhỉ.
Ôi. Ủa con này khỏe quá. Anh à, khỏe thế nhỉ. Cô mình hơi bắt hơi khó con này anh ạ. Cái này có ông vợ cho mình đẹp quá. Nó vướng nhỉ. Vướng quá. Vướng quá anh em ạ. À, khó nhai thế nhỉ. Đau hết cả tay rồi. Đây có ông nữa ông vợ cho đi. Như tàu ngầm thôi. Đừng vào gốc cây. Đừng. Ra đây, ra đây. Ui ôi, được rồi em ơi. Vâng, ông hướng. Ok anh em ơi. Ui mẹ ơi, con gì vậy? Vâng, ông hướng hết nhỉ. Chú ý ngang cái bộ thằng này. Ui. Cần gọi cái vợt này anh em ạ. Bảy cân ba anh em ơi, 7 cân 3 có bao nhìn chưa. Anh em ơi, 7 cân 3 này. 7 cân 3 thì đồng nghĩa việc cái vợt này nó được 3 lạng anh em ạ. Thì con này được 7 cân. Phê quá. Phê quá nha. Mời một gạch lên chấm đen 7 cân anh em ạ. Trời ơi. Kinh của con này em vẫn chỉ sợ nó mất, nó mắc gốc cây mất anh em ơi. Anh em ơi, chỉ sợ vẫn ở gốc cây mất. 7 cân dã man chưa các bác này. Ui, con này nay về anh em làm một bữa đi. Sáng nay ra đường nhìn là hai con chó tơ nhau mà đỏ vãi trường đây anh em à. Cứ cho rõ bác nhá, để đây nó dậy phát mất chết. Ở đây. Wow, mấy con đô phi to cho vào trước. Ủa trời ơi. Đấy. Chẹp. To quá. À dạ. Toàn đồ phỉ ác nghiệt anh em ạ. Kinh chưa. Úi xời. Rồi, lôi thử quái quay cho anh em xem phát nữa. Thì quá á. Ừ. Phi nó cắn anh em ạ. Thì quá anh em ạ. Thì phi à. Rồi đây. Đấy, ok. Rồi đổ hết vào bác nhé. Cắn anh em ạ. Đúng rồi. Ai con này to anh em ơi. Ai à. Con này to đấy. Ai da. Con gì đấy. Bình mềm con này to đấy anh em ạ. Ui đâu mắc có cây rồi. Ui xin lắm. Béo béo nó mắc cần lục luôn. Ui hỗ trợ anh phát. Nó mắc xíu cần lục. Cầm cần lục của anh ra ấy. Có gì vậy. Ai à.
cầm vào đấy ơi, ui con này to em ơi. Nó mang cần đủ đà, con gì đấy. Lên mới vào được anh em ơi. Ui, tao ui, nó tha mất cần đủ, nó mau cần đủ coi. Thả luôn cần lục quanh ra rồi. Ui ôi, này khai trường 2 cần mới. Ê quên quá em ơi, quên quên quên. Ui khỏe, chào ơi. Ôi con này. Ôi, bình tĩnh em ơi, cái lục của anh nó đóng ở đâu vậy? Ai rồi, ui nó đóng ở đâu ơi, cái lưỡi nó đóng vào tay rồi nha em ơi. Đau quá. Còn lưỡi lục đóng tay không nhỉ? Xé một miếng này. Wow, không biết cái lưỡi đâu. À đây, lưỡi đây. Anh định gỡ lưỡi xong lại đóng. Chết tôi rồi, run tay em ạ. Bình tĩnh để gỡ rồi nó ra đã, lấy cái đinh ra đã. Ui dồi ôi. Ôi tay run này. Ui dồi, đâu rồi? Cỡ cái lưỡi ra mới nhấc ra không nối cần vào. Tí tôi mất nhã cần. Ôi, lưỡi xả cái tay đâu á. Lên em ơi. Ui. Nó đem nó chạy cuốn ngay vào gốc cây anh em ạ. Có phao đâu rồi, gãy phao rồi. Phao nó mắc ở dưới vậy. Ra ngoài nha. Ok để anh gỡ luôn cái lưỡi ở đấy nhá. Không nhắc cái kia nó nảy đóng bao nhiêu lưỡi em. Ui nó cắn đứt một lưỡi em ạ. Để gỡ được nó nằm ở đấy nó đỡ đau đỡ dậy không mang bờ nữa. Dù hết trần. Này. Đóng cả ba mặt nữa. Mày cầm anh kìm mày cắt xứ nữa đi. Cái kéo. Cắt bỏ hẳn bộ lưỡi đi để lấy ra. Đi bên chỉ các bạn. Rồi. Tuyệt vời. Wow. Ui con này to quá anh em ơi. Phê. Nhấc cho anh em sang. Mặc quá. Em gỡ cái lưỡi đó. Vừa cắt cái lưỡi. Cầm kéo cắt luôn đi. Ui, lưỡi đục này. Ê, tí mắc ở tay nhá. Vừa đóng cái rồi. Bớt tạm đấy đã. Lưỡi đóng tứ nơi xìa. Hy sinh một cái lưỡi. Ui, ui. Anh em ơi. Cái gì vậy anh em ơi? Chưa? Anh em ơi, đã chưa? Phê chưa? Wow. À, xuống. Lấy cái cân anh thử, cân thử con này bao nhiêu nào. Cái vật này 3 lạng. Ôi, lưỡi đóng cái tay đầu quá. Em xem mấy cân? Gì? 6 cân rưỡi. Gì sát đây? Bảo đây. 6 cân rưỡi anh em ạ. 6 cân rưỡi. Vậy tổng là con này 6 cân 2 anh em ạ. Cái này vượt được 3 lạng. Ui anh em ơi. 6 cân 2 các bác ạ. Đã man chưa anh em ơi? Phê chưa? Ui anh em này lại có bữa ngon rồi. Hôm nọ đóng còn hơn 7 cân. Hôm nay con này 6 cân 2. Quá phê. Thành quả của em đây anh em ơi. Úi giời ơi, này tuyệt vời, tuyệt cú mèo luôn các bác ạ.
Ôi là rồi. Về được nhà ơi. Ăn màn chưa? Wow. Anh em nhìn này phê chưa? Con này to nhất. Đấy. Tuyệt vời. Rồi, bây giờ anh em ta thủ đô về các bạn. Phê quá.